Ngươi là ai? Ngươi lấy mạng ngươi. Lý Đông Phương bách hộ cẩm y vệ của Trấn Phủ Tiên đến để cứu giá. Đại nhân, giờ bất thu khóa cổng cung từ bên trong, hay là không thể phá ngay. Không phá được thì treo tường vào. Ta đi bắt thang. Lý Đông Phương, còn ngay ra làm gì? Giết ả và bất thu này đi. Ta biết nhiệm vụ đêm nay là có đi không có về. Ta nợ Thiên Tổng đại nhân một mạng. Ngày ấy muốn ta giết hoàng đế. Đêm nay hoàng đế nhất định phải chết. Cẩm y vệ đại nhân, ngài nhất định phải đâm ta chết ngay, để ta trả cái mạng này cho Thiên Tổng đại nhân. Đây là thứ Thiên Tổng đại nhân tặng ta, và lần đầu ta gặp ngài ấy. Đừng nhúc nhích nữa, đừng nói nữa. Bách hộ cẩm y vệ Lý Đông Phương đến cứu. Hay lắm. Hai Lý Đông Phương, rốt cuộc ai mới là thật? Thế này đi, hôm nay ai trong hai người giết giả bất thu này thì người đó là Lý Đông Phương thật. Ta là một giả bất thu. Từ ngày đầu tiên làm giả bất thu, ta đã biết giả bất thu không được có tình cảm. Bởi vì nếu rung động thì phải chết. Nhưng ta vẫn thất bại, vẫn rung động. Kẻ có thể khiến cô rung động hẳn là một nhân vật tầm cỡ. Không, hắn chỉ là một tên trộm đến từ hang cùng ngõ hẻm, không làm việc tử tế, chẳng bao giờ nói thật. Lần nào hắn cũng bảo với ta rằng, ta nói thật với cô nhé, thì câu sau chắc chắn là nói dối. Ta thích tên trộm đó, nhưng ta không thể làm một cặp phu thê thực sự với hắn. Bởi vì hai chúng ta đã sống hết những ngày tốt đẹp rồi.
ta cũng sống đủ rồi. Đó không phải là ta. Người trước đây đi theo Thiên Tổng Đại Nhân giết người, uống rượu, hát ca trong sa mạc, sống những ngày như một hiệp khách. Đó mới là ta. Ta còn nhớ Thiên Tổng Đại Nhân từng kể cho ta một câu chuyện. Ta cũng biết đứa con riêng trong câu chuyện đó không phải là ngươi, bởi vì người mà ta đi theo là Thiên Tổng Đại Nhân như một đại hiệp. Đừng nói nữa. Con gái Mộc Gia báo thù cho cha, giết chết hoàng thượng. Ta tin người trong thiên hạ đều sẽ thích câu chuyện này. Thiên Tổng Đại Nhân, ta trả mạng này cho ngài. Từ nay hai ta không ai nợ ai. Thưa đường, cô là người thân duy nhất của ta. Là ngươi, Viên Trung Đạo. Làm hoàng đế vui chứ? Lý Dụ, ngươi lại cho thư đường đi. Không rút ra được đâu. Chạy mau đi đi. Ta không đi. Chàng đối tốt với ta, ta đều nhớ hết. Nếu chàng không đi thì không kịp nữa đâu. Chàng mau đi đi. Nàng không đi, ta cũng không đi. Ta sẽ chết cùng nàng ở đây. Chàng đã nói rồi mà. Với người như các chàng thì sống là quan trọng nhất. Ai bảo ta xui xẻo gặp phải nàng chứ? Trước khi gặp được nàng, ngày nào ta cũng vui cả. Còn bây giờ, ta là số một thiên hạ, tay nắm quả khí, cả Đại Minh đều sợ ta. Giờ ta mạnh lắm đấy, nhưng sao không rút nổi thanh tú xuân đao này ra vậy? Không rút ra được thì chàng mau cút đi. Trời có sập xuống ta cũng không đi. Ta nhất định phải cứu nàng ra ngoài. Ta làm vậy không phải vì nàng, mà là vì bản thân ta. Không có nàng ta biết sống sao? Ta nhất định phải cứu nàng ra. Ở núi Quan Ấn ta có thể cứu nàng. Thì lần này ta nhất định cũng có thể làm được. Đi mau. Xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở đây thật rồi. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Bị siêu chết đau đớn lắm. Ta giết chàng trước rồi tự sát.
Được rồi, giờ ta có thể chết rồi. Nhưng trước khi chết ta phải hỏi nàng một chuyện. Nếu không ta chết không nhắm mắt. Chàng nói đi, tại sao rõ ràng nàng thích ta nhưng không chịu ở bên ta? Lý Đông Phương, ta có thư do chính tay Yến Dương viết. Ngươi mạo danh con nối dõi của hoàng gia, mưu đồ hành thích đương kim hoàng thượng. Yến Dương đã cắt đứt quan hệ với ngươi. Ta nhận lệnh Yến Dương đến lấy mạng ngươi. Hắn không nói như vậy. Rút. Cô lập trung thần, xa lánh nghiệt tử, cuối cùng thần cũng báo đáp được ơn vua. Con cũng thành toàn được danh cha. Thư đường, mau ra đây. Mau lên. Thư đường, ta đã lừa muội. Ta không phải tỷ tỷ của muội. Vì một tỷ tỷ ở giáo phường Ti đã dạy ta hát ca dao. Ta nói với cô ấy là muội vẫn còn sống. Nhưng cô ấy nói với ta, bảo muội đừng tìm cô ấy. Muội nên sống vì bản thân mình. Tỷ ra đây đi. Tỷ ra đây. Đi thôi. Tỷ ra đây. Tỷ đi thôi. Đừng mà tỷ. Đừng mà. Tỷ ra đây. Tỷ đi thôi. Đừng mà tỷ. Đi thôi. Tỷ.
Trương Tuấn Thanh. Trương Tuấn Thanh. Trương Tuấn Thanh. Tôi cũng đi thôi. Trương Tuấn Thanh. Trương Tuấn Thanh. Trương Tuấn Thanh.